Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube HKB Channel của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi rất vui mừng được đồng hành cùng các bạn trong một video mới với một cái chủ đề. Trong video này có rất nhiều các nội dung chúng tôi muốn truyền tải đến các bạn. Vì vậy, hãy xem video một cách thật nghiêm túc và đừng tua nhanh. Tôi cam kết với các bạn sẽ làm được những cái điều như tôi đã làm nếu như các bạn chịu khó xem video một cách nghiêm túc và thậm chí không ngại xem đi xem lại nhiều lần. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh YouTube HKB Channel để được cập nhật và xem các cái video mới một cách sớm nhất. Hãy like và share cái video này của chúng tôi cho nhiều người bạn của các bạn được xem. Cảm ơn các bạn. Thì ngày hôm trước tôi có làm những cái video hướng dẫn các bạn cấu hình cái sao lưu và cấu hình cái mail trên cái ứng dụng Microsoft Outlook, và cũng hướng dẫn các bạn làm cái việc là sao lưu và phục hồi dữ liệu của cái ứng dụng mail này. Tuy nhiên, có một số trường hợp các bạn sử dụng cái mail ở đây đó là mail của Google hoặc là những cái ứng dụng mail khác, thì ở đây đặc biệt là mail Google, thì có một số bạn gặp sự cố đó là khi chúng ta cài đặt làm giống như video thì cái mail của chúng ta lại không cấu hình được, không chạy được, ở trên cái mail Microsoft Outlook. Thế thì cái nguyên nhân nó nằm ở đâu? Nguyên nhân nằm ở đâu? Thì đa phần vấn đề này nó phụ thuộc vào cái việc gọi là việc cấu hình ở trên cái mail webmail của Google. Để giải quyết vấn đề này thì cũng rất là đơn giản thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta khắc phục cái việc này. Và một cái việc nữa là đối với những bạn mà sử dụng địa chỉ Gmail mà chúng ta cấu hình bật cái chức năng là bảo mật hai lớp lên đấy. Đây chúng ta bật cái chức năng bảo mật hai lớp này lên. Đây, tôi thử vào cái địa chỉ mail của tôi đây. Khi các bạn bật cái tính năng bảo mật hai lớp IT, xác minh hai lớp này IT để bảo cái mail của mình, thì khi các bạn bật cái chức năng này lên thì chúng ta phải chứng thực một cái địa chỉ, một cái số điện thoại. Chúng ta dùng một cái số điện thoại để chúng ta chứng thực, thì bất kỳ lúc nào mà chúng ta đăng nhập vào cái email của mình sử dụng bằng webmail hoặc là trên một cái máy tính hoặc là trên một cái ứng dụng nào đó, thì hệ thống Google đều gửi một cái mã xác minh về trên cái số điện thoại của chúng ta. Điều này sẽ tăng cái khả năng bảo mật và cho cái địa chỉ mail, tránh trường hợp là gì, bị hack, tránh các cái trường hợp bị hack. Nhưng khi các bạn bật cái chức năng này lên, thì nó cũng sẽ phát sinh ra một cái lỗi, đó là chúng ta không sử dụng, cái password để chúng ta đăng nhập bình thường, cái password để đăng nhập bình thường vào cái hệ thống Gmail này này, trên webmail này này, không sử dụng cái password đó được, cho cái ứng dụng là Microsoft Outlook. Nếu các bạn sử dụng cái mail đó mà để thiết lập ở đây nó sẽ không chạy, không bao giờ chạy, mà các bạn phải dùng một cái bát mới dành riêng cho cái ứng dụng này. Và cái bát đó thì chúng ta sẽ phát sinh ra ở cái việc là gì ạ, thiết lập một cái mật khẩu mới cho ứng dụng, nó nằm ở ngay bên dưới này đây, như này, này.
Rồi, thế thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta khắc phục ha. Đây, tôi sẽ ví dụ cho các bạn lý do tại sao chúng ta không cấu hình được ở trên cái Microsoft. Đây, tôi lấy thử trên cái địa chỉ mail này nhé. À, lấy thử trên cái địa chỉ mail này. Đây, địa chỉ mail. À, lấy cái địa chỉ mail này để tôi cấu hình. Đây, tôi bắt đầu tôi vào trong này. À, mở cái mail lên để tôi cấu hình. Control panel này. Đây, vào phần mail. Mail cao. À, tôi add thêm cái địa chỉ mail đó vào ha, trong cái Microsoft Outlook này như nào nhé. New này. À, rồi, chúng ta chọn vào cái chức năng là cấu hình. À, bằng tay. Rồi, chúng ta chọn cái phương thức cấu hình ha, là pop và imap. Rồi, chúng ta điền thông tin này. À, những cái việc cấu hình này thì các bạn vui lòng xem lại ở cái video hướng dẫn cấu hình Microsoft Outlook ha. Thì tôi có cái video đó rồi, các bạn xem lại kỹ ở trên đấy nhé, nói rất kỹ. À, gmail còn gmail.com. À, phần này tôi làm hơi nhanh nha. Tại vì tôi đã có một cái video hướng dẫn rất kỹ ở cái phần này rồi. À, đây nó đăng nhập vào đây. Đấy, nó báo là gì cái thông tin. À, nó hỏi là có xác minh cái những cái vấn đề này không, thì tôi chọn ở đây là gì, remaster ha, để tôi thử đăng nhập vào cái mail này, để tôi lấy cái bát đó để tôi kiểm tra, tôi đăng nhập vào cái bên này ha. Rồi, tôi kiểm tra test đó, các bạn thấy không ạ? Nó báo cái cơ chế pop này, nó báo sai bát này. À, nó cứ báo cái bát này sai hoài. Các bạn có nhập kiểu gì thì nhập nó vẫn báo sai. Đó, thấy không? À, nó cứ báo sai hoài. Thì cái vấn đề ở đây là chúng ta không đăng nhập được, không đăng nhập được ở trên cái ứng dụng này. Thì như tôi đã nói ở lúc trước, nó có hai cái nguyên nhân, hai cái nguyên nhân. Một là các bạn không bật cái cơ chế gọi là hỗ trợ cho chúng ta cấu hình ở trên các ứng dụng mail. À, ứng dụng mail client. Hai là do chúng ta bật cái cơ chế bảo mật hai lớp thì chúng ta không có cách nào đăng nhập, không có cách nào mà cấu hình trên đây được. À, thế thì để chúng ta đầu tiên chúng ta phải kiểm tra. À, khi các bạn đã gặp sự cố này thì là tất cả mọi cái các bạn làm giống cái video hôm trước tôi hướng dẫn các bạn rồi á, thì các bạn kiểm tra, vui lòng kiểm tra lại cái cơ chế của chúng ta
cơ chế mà chúng ta thiết lập ở trên cái mail Google này nó như thế nào, đã đúng hay chưa, và chúng ta cần phải bật cái cơ chế hỗ trợ cho cái phương thức POP và SMTP này lên. Truy cập bằng phương thức POP và SMTP này lên là cái đầu tiên. Thì để làm việc này các bạn đăng nhập vào cái địa chỉ Gmail của các bạn mà muốn cấu hình nhé. Muốn cấu hình nhé. Các bạn vào trong cái phần setting, hay còn gọi là cài đặt đó. Ở đây là tiếng Anh thì nó là setting. Và nếu mà các bạn vào bên này thì nó là phần cài đặt này. Đấy. Thế thì các bạn sẽ thấy là gì? Là trong phần này chúng ta có một cái phần setting cấu hình cái hệ thống mail của chúng ta rất nhiều, với rất nhiều các cái thông tin. Với rất nhiều các thông tin, ví dụ như phần general này. Chúng ta có thể thiết lập về cái ngôn ngữ. Thiết lập về cái ngôn ngữ hiển thị ở trên cái mail này, đó là tiếng Anh hay tiếng Việt. Thì chúng ta thiết lập ở đây. Đấy. Rồi cái địa chỉ số phone code để mà xác nhận thì chúng ta có thể là gì thay đổi ở nước nào đó nó phù hợp. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây trong phần này, các bạn tìm hiểu thêm phần này nhé. Quan trọng nhất ở đây đó là cái phần mà forwarding and pop IMAP. Cái phần này mới là phần quan trọng. Phần này là phần quan trọng. Đây tôi về bên này tôi đổi cái này thành tiếng Việt đi nhé các bạn. Dễ. Đây. Tôi đổi thành tiếng Việt đi. Đấy, các bạn thấy không ạ? Trong cái phần mail của chúng ta nó trở về tiếng Việt hết, đúng không? Nó đổi ngôn ngữ về tiếng Việt. Đấy, cài đặt này. Thấy không? Rồi, chúng ta vào cái phần chuyển tiếp bốp này. Đây, các bạn sẽ thấy mặc định ở đây, trạng thái ở đây. Trong phần này, trạng thái ở đây nó là đang trạng thái là tắt này. Đã tắt này. Thấy không? Đã tắt. Và trạng thái này cũng là đã tắt. Thế thì ở đây có hai cơ chế để chúng ta tiếp cận và chúng ta cấu hình cho cái mail của mình để gửi về. Đó là POP và IMAP. Hai cơ chế này nó đều để cho hỗ trợ cho chúng ta cấu hình ở trên các cái email khách, đó là Outlook và các cái ứng dụng. Đấy, hay còn gọi là các ứng dụng mail client đó. Thế thì trên cái mail này hôm trước tôi có cấu hình cho các bạn đó, thì cái này tôi bật sẵn. Cái trạng thái của tôi là bật sẵn này. Đấy. Tôi thiết lập bật sẵn. Đây nữa. Đấy. Cho nên là gì? Là tôi cấu hình được. Nó chạy bình thường. Còn các bạn gặp sự cố thì chúng ta lưu ý vào đây chúng ta mở lên. Đây, chúng ta chọn vào đây. Bật trạng thái này lên. Rồi khi đó ở đây nó sẽ có một cái cơ chế là cho phép chúng ta giữ lại cái email khi chúng ta đã lót về qua cái cổng bốp này ở trên cái mail webmail này, hay là trên cái ấy của Google, hay là chúng ta muốn xóa. Thế thì trong cái phần cấu hình của cái Microsoft Outlook hôm trước tôi có nói với các bạn đây ạ, trong phần Advanced nó có một cái mục là Live Copy Message, có nghĩa là tôi sẽ copy cái email này về trên cái máy của tôi, trên cái máy tính này của tôi, đó là cái ứng dụng Mail Client, thì nó sẽ xóa, nó sẽ đặt cái lệnh là xóa cái mail ở trên cái webmail sau 14 ngày. Thế nhưng mà nếu ở đây chúng ta mà không chúng ta mà để cái chế độ là mặc định của nó ở cái chế độ là giữ bản cái bản mail ở trên hộp thư này, thì khi chúng ta có bật cái chức năng này lên nó cũng là vô nghĩa. Nó vô nghĩa, nó không xóa cái mail của bạn đâu, nó vẫn giữ mail của bạn ở trên web mail này nè, vẫn giữ ở đây, vẫn giữ nguyên ở trên này chứ nó không có xóa. Đấy, thế thì ở đây chúng ta bật nó lên và chúng ta có thể là gì chọn cái chức năng là xóa. Còn nếu các bạn muốn giữ thì các bạn giữ nhé. Tôi để ở đây xóa.
Rồi, chúng ta bật luôn cái cơ chế của IMAP ha, bật cơ chế IMAP này lên. Đấy. Rồi, chúng ta lưu. À, sau khi các bạn thiết lập và lưu xong, chúng ta quay trở lại bên này, chúng ta kiểm tra thử. À. Đèn arc cao. Đó, nó vẫn báo lỗi. Hệ thống này vẫn báo lỗi. Báo lỗi ha. Đây nó báo lỗi ở đây không phải là do tôi thiết lập cái kia mà nó chưa chạy đâu. Nó chạy rồi đó. Nhưng mà tại vì trên cái hệ thống mail, cái mail này của tôi nó còn một cái chức năng nữa, đó là chức năng bảo mật hai lớp, tôi đã bật nó lên rồi. À. Thì để mà kiểm tra cái chức năng bật bảo mật hai lớp hay bật lên chưa thì các bạn vào trong cái phần đây này, à, tài khoản này. Các bạn quản lý tài khoản của tôi. À, các bạn vào phần security. À, thì các bạn sẽ thấy ở trong cái phần security này, à, sign to Google này, à, có nghĩa là đăng nhập vào cái mail này đây. Thì ở đây tôi có là gì? Tôi thấy là cái cơ chế thiết lập gọi là đăng nhập vào hai lớp là tôi đã bật. À, có là bảo mật hai lớp tôi đã bật. Nhưng ở bên dưới là gì? Cái password cho cái app của tôi không có. À, đây, các bạn xem ở trên cái mail này của tôi. Trên cái mail này tôi thiết lập sẵn cái mail pháp bt gmail này. À, cái địa chỉ tài khoản pháp bt đây. Các bạn vào phần bảo mật. Đây, các bạn sẽ thấy ở đây cái phần xác minh hai bước đây. Ha, đang bật và ở dưới này của tôi nó có thêm một cái gọi là mật khẩu của ứng dụng. Thì trong này tôi có phát sinh thêm hai cái mật khẩu của ứng dụng đó dành cho cái việc cấu hình Microsoft Outlook đó. À, đây này, thì mật khẩu này nó là mật khẩu độc lập. À, cái mật khẩu này độc lập. À, cái mật khẩu này chỉ để đăng nhập vào cái ứng dụng Microsoft Outlook của chúng ta ở đây thôi. À, cái ứng dụng này này. À, cái ứng dụng mail chúng ta cấu hình thôi. Chứ chúng ta không đăng nhập được vào trong cái webmail. À, cái mật khẩu mà để các bạn đăng nhập vào cái webmail á vẫn là mật khẩu chính. Còn này chỉ là mật khẩu ứng dụng thôi. Đấy. Thế thì chúng ta phải đi thiết lập cho cái mật khẩu đấy. Đúng không? Đâu ạ? Đây, tôi vào trong cái mail của tôi đây, cái mail cần ứng dụng này. À. À. Vào trong phần security. Rồi, phần này nó không có đúng không? Đang không có đúng không? Đây. À. Thì để mà gì tôi tạo ra được một cái mật khẩu dành cho cái ứng dụng. Dành cho cái ứng dụng, ví dụ như là Microsoft Outlook hoặc là một cái ứng dụng để tôi cài đặt ở trên điện thoại. À, cấu hình trên cái ứng dụng mail trên điện thoại thì tôi chọn vào cái này và tôi nhập cái password. À, thì password ở đây là chúng ta đang nhập password để đăng nhập vào cái webmail hay còn gọi là cái địa chỉ password của cái mail. À, chính là cái password chính đấy. À, tôi next. Đấy, khi mà tôi đăng nhập vào, à, tôi đăng nhập vào được thì hệ thống ở đây bắt đầu nó báo là gì ạ? Nó sẽ sinh ra cho chúng ta, bạn có muốn sinh ra một cái bát cho cái ứng dụng hay không? Thì ở đây chúng ta phải chọn cái ứng dụng mà chúng ta muốn. Ví dụ các bạn muốn chọn là cho mail, cho lịch, cho cẩn chắc, cho YouTube
hay là cho một cái khác? À, thì ở đây tôi chọn là cho mèo, bởi vì tôi đang muốn ứng dụng là cấu hình mèo mà. Rồi tôi phải chọn cái thiết bị mà tôi muốn, ví dụ các bạn muốn để cấu hình cái mèo này ở trên cái điện thoại iPhone thì chúng ta chọn iPhone, iPad chúng ta chọn iPad, nó sẽ sinh ra cho mỗi một cái ứng dụng à, liệt kê ở đây một cái bát riêng à, một cái bát riêng à. Thì ở đây có bốn dòng à, năm dòng, năm dòng đầu tiên là dùng cho ứng dụng di động mobile, một là iPhone, iPad, BlackBerry, MacBook và Windows Phone. Thì mấy cái này đều là sinh ra cái path, tạo ra một cái path mới để cho chúng ta có thể cấu hình ở trên cái ứng dụng check mail ở trên các thiết bị di động. À, các bạn yên tâm nhé, cái path này nếu có sinh ra lấy được cái path này thì người ta chỉ có thể cấu hình được ở trên gì? Trên cái thiết bị à, trên cái thiết bị di động thôi, chứ không thể nào mà cấu hình được ở trên, không thể nào đăng nhập vào cái webmail này đâu à, không đăng nhập được vào cái tài khoản webmail này đâu à, tài khoản webmail vẫn phải sử dụng cái bát mới, cái bát chính của các bạn. Thì khi các bạn có cái tài khoản bát đó thì các bạn vào đây các bạn có thể thay đổi được mấy cái này à, xóa được mấy cái này đi bình thường. Rồi ở đây tôi đang muốn cấu hình ở trên Windows, nó là ứng dụng gọi là Microsoft Outlook thì nó là Windows, tôi chọn vào là gì, Windows chưa, và tôi chọn là Re S khởi tạo đó. Khi tôi chọn khởi tạo thì hệ thống sẽ sinh ra cho tôi một cái bát, sinh cho tôi một cái bát màu Word à, do password đây à, cái password của bạn đây, và password này mới chính là cái password cho phép chúng ta cấu hình ở trên cái gì, trên cái thiết bị này à, trên cái ứng dụng gọi là ứng dụng Microsoft Outlook này à. Tôi mở cái à, tôi lấy cái địa chỉ mail đó. Rồi, đăng đi. Đây, tôi pass cái địa chỉ mail vào đây. Phương thức là pop. À. Thấy không ạ? Đó. Thì sau khi mà tôi thiết lập được hai cái đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Tôi thiết lập được hai cái đó là gì? Tôi thay đổi về cái phương thức. À, thay đổi về cái phương thức cấu hình ha, cái phương thức cấu hình hỗ trợ cho bật cái chế độ gọi là cho phép chúng ta có thể cấu hình cái mail của chúng ta trên một cái ứng dụng. Đó là ở trong phần pop à. Và cái thứ hai là tôi tạo ra một cái bát mới cho cái địa chỉ email của tôi à, tạo ra bát mới dùng cho chuyên cho cái ứng dụng. Thì tôi đã gì, tôi đã cấu hình xong à, tôi đã test nó chạy xong à. Rồi thử mở lên xem sao đúng không.
Đó, nó load mail về này, thấy không? Đây có mail test này. Bằng cái mail là gì? HKP, thấy không? À, đấy, như vậy là gì? Tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta khắc phục cái sự cố không cấu hình được cái địa chỉ email trên cái mail Microsoft Outlook bằng cái mail, đó là mail Google. À, thì rất nhiều trường hợp các bạn gặp trường hợp này và chúng ta không biết làm sao, và chúng ta cứ bảo là gì, tại sao chúng ta không cấu hình được, hoặc là gì, chúng ta đổi thừa cho là gì cái video chúng tôi làm nó không hiệu quả, làm sai, thì như vậy không đúng đâu. Tại vì lý do là do chúng ta không bật cái cơ chế cấu hình thôi, không bật cái cơ chế cho hệ thống cho chúng ta vào thôi. Đấy, thì đối với cái này chỉ áp dụng đối với mail Google thôi nhé các bạn nhé. Áp dụng mail Google thì chúng ta bật cái đó lên đây này, bật những cái tính năng này lên này. Chúng ta chỉ áp dụng với mail Google. Còn đối với các hệ thống mail, đó là gì, mail công ty, mail doanh nghiệp đó, thì chúng ta vẫn làm y chang như hai cái mail, hai cái video đầu tiên tôi hướng dẫn cho các bạn. Còn khi gặp sự cố, khi chúng ta cấu hình không được, chúng ta đăng nhập, chúng ta làm như vậy, đúng như vậy rồi mà nó không chạy, thì các bạn vui lòng liên hệ với lại gì, với cái người quản trị cái mail server của chúng ta, quản trị cái mail server của chúng ta, thì người đó người ta sẽ support cho chúng ta và người ta cung cấp cho chúng ta chỉnh sửa lại những cái thiết lập này. Đối với mail doanh nghiệp là cái người mà quản trị cái mail, người ta sẽ thiết lập lại những cái này cho các bạn để cho các bạn thì có thể xử lý được, cấu hình được, và công việc của các bạn chỉ làm giống ở hai cái video trước mà thôi, chứ chúng ta không can thiệp được. Còn ở đây đối với Gmail thì Gmail cung cấp cho chúng ta một cái cơ chế mở hơn và chúng ta có toàn quyền can thiệp vào cái việc là gì, thiết lập cơ chế gửi nhận, đối với cái tài khoản email của chúng ta mà không cần phải xin sự trợ giúp, mà chúng ta có xin thì cũng mất thời gian, chẳng ai mà người ta giúp cho chúng ta được, tại vì chúng ta đang xài miễn phí. Đấy, thì các bạn lưu ý nhé, tôi nhắc lại này, cái sự cố của chúng ta gặp đó là chúng ta cấu hình một cái mail Google, trên cái ứng dụng mail Microsoft Outlook hoặc là một cái ứng dụng mail client nào đó mà chúng ta không cấu hình được, nó cứ báo lỗi về username password, thì nguyên nhân có thể là gì? Hai cái. Một là chúng ta không bật cái cơ chế chuyển tiếp mail qua cái cổng bot hoặc là cổng IMAP, cho nên chúng ta không cấu hình được. Chúng ta phải kiểm tra lại cơ chế này. Cái thứ hai là địa chỉ mail của chúng ta bật cơ chế xác minh hai bước, gọi là bảo mật xác minh hai bước khi đăng nhập vào cái hệ thống mail trên webmail. Thì lúc này hệ thống Google nó sẽ tăng cái tính năng bảo mật và cái đó nó chỉ cho chúng ta sử dụng cái password mail chính của chúng ta là để đăng nhập lên cái webmail Google bằng trình duyệt, bằng các cái trình duyệt ví dụ như là Google Chrome, Firefox, vân vân. Còn đối với các ứng dụng là Microsoft Outlook hay là mail client khác thì chúng ta không thể nào mà cấu hình đăng nhập bằng cái path đó được. Bởi vì khi chúng ta nhập cái path đó vào thì hệ thống nó buộc phải gửi một cái xác minh về cái số điện thoại của chúng ta. Vậy khi gửi về xác minh về điện thoại thì trên ứng dụng mail client nó đâu có cho nhập cái đó mà nó cũng đâu có gửi đâu. Thực tế nó cũng không có gửi. Bởi vì nó giao thức, nó giao tiếp qua cái cổng này, port này. Cho nên nó không có gửi về được, nên chúng ta phải bật này lên. Và chúng ta gì? Chúng ta phải sinh ra một cái path giống như nãy tôi nói thì chúng ta mới làm được. Chúng ta mới giải quyết được vấn đề. Thì như vậy là gì? Tôi đã hướng dẫn xong các bạn cái việc là gì, khắc phục cái sự cố đối với cái mail Google cấu hình ở trên cái ứng dụng mail client. Đây, trong quá trình các bạn làm, nếu như mà các bạn gặp sự cố hay vấn đề gì không giải quyết được, các bạn có thể gửi mail vào cái mail pháp bt
amokhkp.vn. À, thì tôi có thể support, tôi sẽ trả lời mail cho các bạn. Hoặc các bạn hãy comment ngay bên dưới video của chúng tôi. À, hãy comment ngay bên dưới cái email, à, cái kênh YouTube của chúng tôi. Và nếu như mà các bạn xem cái video này và các bạn cảm thấy là nó có ích cho các bạn và có ích cho mọi người, thì các bạn hãy vui lòng share, à, và like cái video của chúng tôi. Đây là một cái điều động viên rất lớn cho chúng tôi có thể làm những cái video khác, chất lượng hơn và tốt hơn. Đồng thời các bạn hãy đăng ký kênh YouTube HKP của chúng tôi để có thể cập nhật và xem những video mới của chúng tôi một cách sớm nhất.